Quyền đã mua nửa ký. Nửa ký này có mấy con trời? Cái này 3 gram rồi nè. Mày thấy nửa ký là bao nhiêu? Tôm xào với thịt ba gọi. Tôm gam. Gam. Trời, tự nhiên nóng dữ vậy trời. Ừ, nãy mát ghê. Cái đậu của tôi. Chết mẹ ơi. Cơm lộn nó mềm quá. Mát chút liền rồi. Lấy 3 độ móc rồi cho nó khô. Có cái này ăn không có tâm mềm hết. Trời mấy con tép. Mấy con tôm mà. Lấy nắp dùng lại rồi. Mới kiều đi. Cái bộ nó đi hết rồi. Tới chiều mới gì vậy? Trứng tôm thì bỏ rồi. Chết mẹ, đây giữ ăn này. Này nhiêu nửa ký hả? Không. 3 gram mà ra đó. Sao mua nửa ký mẹ rồi trời. Mua nửa ký tốn tiền. Này có mấy con người ăn con. Mày ăn thôi, không biết bao gọi nè. Tao chưa mắm ta ăn được rồi. Như là nhiêu tiền? 35.000 nè. Mày làm như ghẻ lắm hả? Đó. Bao nhiêu đây 35.000 hả? Về ăn đi buffet 99 thì nó cho nhiêu đây rồi đủ vốn rồi, đủ vốn người. Nó cho không dĩa cũng trầy nữa không. Nhưng mà ở đâu bự con gấp này hả? Bự không? Không, nó bự bằng này. Nó cỡ con này. Này giống con sâu thế nè, mập rù. Mua nửa ký. Con đi giờ tao luộc thịt rồi miếng xào. Là cũng bỏ ăn chút rồi. Con mà học. Luộc. Cho bếp củi rồi. Con này lát xào, xào mỡ. Xào tỏi. Xào tỏi. Dỗi ăn cũng được, xào ăn dễ ăn. Làm gỏi em bóp gỏi, bóp sổi ăn cũng ngon. Bóp gì gỏi hả? Ừ. Canh chua hả? Canh chua nấu ăn cũng được chứ đâu có ngon không? Thì ăn này nó nên thuốc, tốt. Gì này nên thuốc hả? Ừ. Này chị ơi, chà. Cái này ta ăn trị bệnh, ông ơi, ăn trị khớp. Này nó dễ ăn, hình ừ. Xếp xếp. Xếp xếp mà. Có canh chua nêm nếm xong bỏ. Cũng rẻ này dễ ăn. Rẻ mà nó ăn tốt bây giờ ăn. Mà gì mà về, dễ là làm nó lặt về xong rồi. Có đâu gì nữa, ăn có gì bệnh. Dễ ăn. Ông cái này nãy mình nói xào đựng xào, xào ăn mồm mỡ không? Xào một miếng dầu thôi. Tỏi. Miếng dầu. Âu xào dầu. Còn làm cái gì khác không? Hả? Làm gì khác? Chua. Nó chua có tâm. Dầu này nó thấm dầu lắm. À, có thấm con đỡ có vô miếng dầu thôi. Không biết sỏi ăn. Không có gỏi ăn nha. Ôi, tự nhiên gỏi ăn có gì đâu trời. Ừ, mất công nó xào cái nêm miếng muối với bột ngọt vậy ăn. Ôi, cái này đâu, cái này đâu có ăn gì đâu, ăn gỏi. Đấy vậy. Thôi xào đi. Xào chút dầu mà. Này nó hút dầu dữ dằn. Là mình đâu có làm dầu nhiều. Ăn cho nó tốt. Này lạc qua không? Này non nghèo, bà này bán ăn được, có nhiều người sao bán ăn đắng ghét rồi, không biết gì sao. Nó mua giùm bà ba giờ bà không ăn, bà sợ đắng, mà mua bà này ăn được. Ăn cái này nè, ăn cái bông này là trị bệnh. Bông mà trị bệnh hả? Ờ, bông tốt lắm, người ta mua bông người ta ăn. Bông mày có gì không? Ồ, hèn chi, đáng. Bông ăn trị bệnh. Gheo gửi nước muối nó bị dập rồi nè. Dắt kìa, nó hết nước. Dắt kìa. Ồ, gheo này thấm nước ghê. Sắc thịt luôn. Yeah. Luộc mì mèo á, gam nó lẹ. Thép nó màu chín thật là phải luộc.
Gà tép hả? Gà tép này, thích gà này, cái tép nó ngon dần. Nhìn mấy con. Đỏ ra liền nè. Tôm. Lột vỏ. Lột vỏ luôn hả? Thằng mấy con này lột vỏ. Còn hai con. Đây bỏ thịt vô. Có gà. Màu muối. Màu muối, muối một ngò, ô miếng đường. Làm mặn mặn lót lót ăn với rau. Này rau đâu có nước rồi. Này ăn trong bữa hết gam nước là chỉ có hầm thôi. Ăn trong ngày ngày. Xong gần chín giờ bỏ vô miếng hành. Hành tươi cũng ngon. Đây. Trời ơi. Ui cái bình giò này hết thiệt dữ mơ quá. Đỏ lửa rồi. Thay tưởng vô xào sơn sơ. Sạp xuống. Sạp xuống ngon ghê không? Nó vừa chín tới thôi, để chín quá ăn không ngon dài. Này ta bóp ăn xấu nghe không? Đây, sao nó chừng chắc tô quá hả? Canh chua cũng liêm sẵn, liêm đàng hoàng bỏ vô. Nào mày vắt nước ở đâu có nước đâu. Tiêm vô miếng nước mà sợ nó chứ nó này ngon quá giờ nè ngon thôi ăn cơm qua bỏ mất nè mẹ một đống rồi về còn tô là gì vậy bỏ nước nãy có đổ nước không nước ra nhiều chỉ xíu nước nè. Đơn sơ là dưa mắm. Đây dưa mắm. Đây bữa cơm đơn giản của ngày hôm nay đây. Mình đang thử tai tượng xào này. Tai tượng xào với cái gì vừa mỡ hay gì quên rồi. Đó. Cái này nấu canh chua ngon hơn. Xào vậy nó ăn được thôi chứ nó cũng không ngon. Nhưng mà xào này để xào gạo muống là ngon hơn.
Rồi uống tôm luôn. Uống nước, uống nước rồi. Giống cái con đuông dừa kìa. Ăn đó ăn miếng này rồi. Ok, video đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nha.